tay lên đùi. Kính thưa ông Đào Tấn Mật, huyện ủy viên, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng. Kính thưa ông Lê Văn Mười, bí thư đảng ủy xã Minh Thạnh. Kính thưa ông Trần Văn Tiết, phó chủ tịch ủy ban dân xã Minh Thạnh. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các em học sinh. Trong bầu không khí long trọng, tươi vui, phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024, tôi rất vinh dự thay mặt tập thể cán bộ, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nói lên cảm xúc, suy tư của mình trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Bên xã nào có lỗi chỗ bác nào.